Chuyện là vào lúc 16 giờ 43 phút ngày 8 tháng 8 vừa qua có xảy ra trận động đất mạnh 7,1 độ Richter với tâm chấn nằm ở Hyuganada, cách Miyazaki 30 km về hướng đông đông nam, và đã có cảnh báo sóng thần được phát đi. Vùng ảnh hưởng của trận động đất này trùng với rãnh Nankai. Rồi đến ngày hôm sau, tức là ngày 9 tháng 8 vào lúc 19 giờ 57 phút, lại có thêm một trận động đất mạnh 5,9 độ Richter với tâm chấn nằm ở phía tây tỉnh Kanagawa. Với hai trận động đất nối tiếp nhau như vậy, rất giống với báo cáo nghiên cứu về siêu động đất rãnh Nankai xảy ra trong quá khứ. Nankai Torafu Kyōrai Jishin là một thuật ngữ chỉ những trận siêu động đất xảy ra dọc theo đứt gãy Nankai. Động đất ở đây xảy ra khi mảng kiến tạo Philippines ở vùng biển phía nam Nhật Bản len lỏi vào mảng Á Âu, là nơi mà phần đất liền của nước Nhật đang nằm trên đó. Mỗi năm thì phần mảng kiến tạo này sẽ dịch chuyển khoảng vài cm, thậm chí ngay lúc này đây có thể nó cũng đang dịch chuyển. Và khi đến một giới hạn nhất định, phần mảng kiến tạo đất liền quay trở về vị trí cũ của nó sẽ là lúc đại động đất xảy ra. Phạm vi động đất Nankai được chia thành 5 đoạn với 3 khu vực, và chúng có thể đứt gãy riêng lẻ hoặc đứt gãy lớn theo mảng. Tùy thuộc vào vị trí đứt gãy, các trận động đất sẽ được phân thành 3 loại theo thứ tự từ Tây sang Đông, bao gồm có động đất Nankai, động đất Thô Nankai và động đất Thô Kai. Động đất ở rãnh này được cho là sẽ xảy ra với chu kỳ từ 100 đến 150 năm một lần và thường đi theo cặp. Lần gần nhất cách đây 78 năm là vào 4 giờ 19 phút ngày 21 tháng 12 năm 1946 với cường độ 8,4 độ Richter, tâm chấn ở ngoài khơi tỉnh Wakayama nằm trong khu vực rãnh Nankai. Trận động đất này tạo ra cơn sóng thần cao từ 5 đến 6 mét và phá hủy hơn 38.000 căn nhà. Trước đó 2 năm, vào lúc 13 giờ 35 phút ngày 7 tháng 12 năm 1944 cũng xảy ra một trận động đất với cường độ 8,1 độ Richter với tâm chấn gần bờ biển tỉnh Wakayama và Mie thuộc khu vực Tô Nankai của rãnh, khiến hơn 3.000 người thiệt mạng. Ngược thời gian về trước đó nữa là vào 16 giờ ngày 24 tháng 12 năm 1854, cũng tại rãnh Nankai đã xảy ra trận động đất mạnh 8,4 độ Richter, gây ra sóng thần khiến hơn 3.000 người chết và mất tích. Đây là trận thứ hai nằm trong chuỗi 3 trận động đất thuộc đại thảm họa Anse. Trước đó là trận động đất thuộc khu vực Tokai của rãnh xảy ra vào 9 giờ sáng ngày trước đó với cường độ 8,4 độ Richter, phá hủy 10.000 tòa nhà và khiến 2.000 người thiệt mạng. Trận còn lại nằm trong chuỗi thảm họa Anse xảy ra vào năm 1855, không thuộc khu vực rãnh Nankai mà tâm chấn nằm ở Toyosu, Tokyo ngày nay. Chúng ta có thể thấy là hai trận động đất rãnh Nankai gần đây đều đi theo cặp năm 1944 và năm 1946. Năm 1854 thì combo hai trận liên tiếp 2 ngày, còn bonus thêm năm 1855 ở Tokyo nữa. Và trận nào cũng đều có cường độ trên 8 độ cả. Thiệt hại rất là khủng khiếp. Ở đây mình chỉ nêu tiêu biểu một vài trận động đất gần đây thôi, chứ thực ra còn khoảng chục trận nữa trong quá khứ. Mình sẽ link ở phần mô tả cho mọi người ai quan tâm thì tham khảo thêm nhé. Vậy lần tới xuất hiện thì đại động đất rãnh Nankai sẽ như thế nào? Vì điều này thì văn phòng nội các phòng chống thiên tai Nhật Bản cũng có làm một video giải thích và dự đoán những viễn cảnh có thể diễn ra từ 6 năm trước. Dựa theo những dự đoán mà họ đưa ra thì khi đại động đất rãnh Nankai xảy ra, khu vực quanh tỉnh Aichi sẽ lãnh địa chấn 7 độ Richter, cũng tương tự với Tokushima. Còn với khu vực gần phủ Osaka thì cường độ sẽ vào khoảng 6 độ Richter. Và thứ đáng sợ hơn đến theo sau động đất sẽ là sóng thần. Sóng thần cao hơn 1 mét sẽ chạm phủ Osaka trong khoảng 1 tiếng sau khi động đất xảy ra, và có chiều cao cao nhất là khoảng 5 mét. Chạm tỉnh Miyazaki sau khoảng 16 phút và sóng thần cao nhất là vào khoảng 17 mét. Chạm tỉnh Wakayama trong 2 phút, sóng thần cao nhất vào khoảng 20 mét. Với tỉnh Mie là khoảng 4 phút và sóng thần cao nhất vào khoảng 27 mét. Với tỉnh Kochi là khoảng 3 phút và sóng thần cao nhất lên đến 34 mét. Và với tỉnh Shizuoka sẽ là 2 phút và sóng thần cao nhất cũng lên đến 33 mét. Thời gian sóng thần của đại động đất rãnh Nankai chạm tới đất liền chỉ mất có vài phút, nếu so sánh với thời gian sóng thần chạm đất liền của đại động đất Tohoku tại Sendai năm 2011 là 25 phút thì quả thực là rất nhanh, với những hộ dân ở sát biển sẽ phải di tản nhanh chóng và gấp rút hơn rất nhiều. Khi báo đài đưa tin càng rầm rộ và cảnh báo được đưa ra như thế này thì dân tình sẽ nhanh chóng mua sắm những đồ dự phòng khi động đất xảy ra, và có thể sẽ xuất hiện hiện tượng khan hiếm hàng như đợt Covid đầu năm 2020, trong đó nhanh hết nhất là nước lọc, giấy vệ sinh và gạo. Thường thì các siêu thị họ cũng đã lường trước được việc là người dân sẽ tích trữ quá mức cần thiết, dẫn đến khan hiếm hàng và sẽ đặt ra quy định số lượng mua giới hạn. Lúc này mình đi là tầm 11 giờ trưa và siêu thị gần nhà mình còn đúng 5 thùng nước lọc, mặc dù đã giới hạn mỗi nhà trong một ngày chỉ được mua 3 thùng. Chỉ có nước lọc là hết hàng. Gạo thì vẫn hết từ trước khi có cảnh báo rồi, tại vì năm nay sản lượng trên toàn quốc giảm mạnh.
Sang thử siêu thị khác thì tình trạng cũng tương tự. Mặc dù giới hạn một nhà là một thùng nhưng mà cũng hết sạch. Gạo thì họ có ghi ở đây là tình trạng khan hàng toàn quốc này. Ui, 5 cân 3 cm tư à? Đùa nhau. Qua thử khu vực home center thì nước vẫn còn. Các mặt hàng để phòng thiên tai cũng vẫn còn nhiều. Có vẻ như dân tình hoặc là ít nhất khu vực ở Tokyo nơi mình đang sống thì họ cũng không lo lắng cho lắm. Lý giải cho sự thờ ơ này thì từ dự báo mà văn phòng nội các nêu ra, chúng ta có thể thấy là không hề nhắc đến khu vực Tokyo. Và mọi người có thể nhìn lại một vài biểu đồ thể hiện phạm vi ảnh hưởng của từng trận động đất rãnh Nankai trong quá khứ. Ở khu vực Tokyo thì khi các trận động đất này xảy ra ấy, thì cường độ rung tại Tokyo chỉ ở mức từ 2 đến 3 độ Richter thôi. Thêm vào đó, Tokyo cũng nằm sâu hơn trong đất liền và có vịnh bao bên ngoài nên sẽ ít bị ảnh hưởng hơn bởi sóng thần. Nếu như vậy thì có thể bạn sẽ nghĩ là Tokyo là an toàn nhất rồi, không cần phải lo lắng lắm đúng không? Thế nhưng mà thực tế thì không phải như vậy. Đó chỉ là đối với đại động đất ở rãnh Nankai thôi. Còn ở khu vực Tokyo nói riêng cũng như là Kanto nói chung ấy, thì cũng có thể xảy ra những đại thảm họa động đất tương tự. Và tiêu biểu có thể kể đến đại thảm họa Kanto với tâm chấn ở Gakkaise, Kanagawa ngày nay, xảy ra lúc 11 giờ 58 phút ngày 1 tháng 9 năm 1923 với cường độ 7,9 độ Richter. Hoặc lấy ví dụ gần nhất thì với thảm họa tại Sendai 2011 với cường độ lên đến 9 độ Richter. Thì ở Tokyo dù cách tâm chấn 220 km nhưng mà cũng phải hứng trận động đất mạnh đến 5 độ. Tuy thiệt hại về người và tài sản là không đáng kể nhưng cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Giao thông tắc nghẽn hàng giờ đồng hồ. Mọi mặt hàng đều trở nên khan hiếm. Các hoạt động khác của người dân cũng đều trở nên đình trệ. Chính vì lẽ đó cho nên là mặc dù khu vực Tokyo đúng là có an toàn hơn so với các khu vực khác một chút, nhưng mà chúng ta cũng nên chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống có thể xảy ra nhé. Sau một tuần thì cảnh báo cũng đã được gỡ bỏ và cũng chẳng có gì xảy ra cả. Vậy giờ sao ta? Nếu như bạn chỉ đến Nhật ngắn hạn kiểu như là để đi du lịch ấy thì mình cứ đi bình thường thôi. Tại vì sau cùng ấy thì cảnh báo nó cũng chỉ là cảnh báo. Chẳng ai biết được còn nó sẽ xảy đến từ tuần sau hay là tháng sau hay là năm sau tới hay là thậm chí là mấy chục năm nữa. Trong trường hợp bạn rất muốn đến Nhật nhưng mà trong đầu vẫn rất là lo lắng về đại thảm họa sẽ xảy ra ấy, thì bạn có thể tránh xa những cái vùng mà mình vừa mới nêu ra. Còn những cái vùng như là Tokyo hay là Osaka hay là Kyoto hoặc là núi Phú Sĩ ấy, thì mình vẫn cứ đi như bình thường. Thứ nhất là nó cũng nằm sâu trong đất liền. Thứ hai là nếu mà đến Nhật du lịch mà không đi những chỗ đấy thì đúng là cũng phí phạm thật. Và nhớ nữa là luôn mang theo bên mình là hộ chiếu này, điện thoại này, tiền mặt này và sạc dự phòng nữa. Mà trong trường hợp hạn hữu lắm ấy, khi mà bạn đến Nhật chơi rồi đúng lúc đại thảm họa động đất xảy ra ấy, thì bạn ngay lập tức phải tìm cái chỗ nào đấy, thí dụ như cái gầm bàn ấy, bạn chui xuống. Quan trọng nhất là mình phải bảo vệ cái đầu của mình này. Rồi sau khi dừng động đất ấy, thì nhiều khả năng là sóng thần sẽ đến ngay tiếp theo thôi. Thì bạn cứ nhìn người Nhật họ chạy đến đâu thì mình đi theo đến đấy. Thường là sẽ tìm những nơi càng cao càng tốt nhé. Còn nếu như bạn sinh sống và làm việc tại Nhật Bản giống như mình ấy, thì việc chuẩn bị sẵn sàng những đồ để phòng thiên tai xảy ra là điều nên làm. Các đồ này thì thường có hạn sử dụng rất là lâu. Như nước lọc thì thường có hạn sử dụng là khoảng 2 năm. Còn đồ ăn thì dài hơn. Những đồ đóng hộp ấy thì thường là từ 4 đến 5 năm. Mình mua về tích sẵn một chỗ trong nhà cũng ok. Chỉ chú ý ghi nhớ là bao giờ gần hết hạn ấy thì mình phải bỏ ra ăn và mua đồ mới thế chỗ vào. Mà ăn cũng ngon lắm à. Mình cũng ăn thử rồi. Đắt cũng có cái giá của nó. Bên cạnh đồ ăn thì còn có một số đồ mà mình cũng có thể mua được ở các cửa hàng 100 yên như là chăn hay là khăn tắm hay là còi, đèn, vân vân. Danh sách đồ để phòng tránh thiên tai thì mọi người có thể tham khảo, mình để dưới phần mô tả video nhé. Thêm vào đó thì chúng ta cũng nên nắm rõ một số điểm lánh nạn ở xung quanh khu vực mình sinh sống, thường là trường học và bệnh viện. Tại vì những nơi này sẽ được xây dựng rất là kiên cố. Thứ hai nữa là rất là cao để tránh sóng thần. Và thứ ba nữa là có đủ không gian cũng như là diện tích để mà nhiều người có thể lánh nạn và sinh hoạt trong đấy. Và chúng ta cũng nên trang bị cho mình một sức khỏe tốt cũng như là trình độ tiếng Nhật cơ bản. Để khi mà thảm họa đã qua đi rồi ấy, thì chúng ta cũng, mặc dù chúng ta là người nước ngoài, nhưng mà chúng ta cũng sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc là giúp khôi phục lại mọi thứ. Giúp chúng ta nhanh chóng quay lại với cuộc sống tại nước Nhật xinh đẹp này. Cũng như là dịch vụ 10 điểm và phúc lợi xã hội tuyệt vời. Và tiếp tục bán mình cho tư bản.
Ok, và đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ với mọi người trong video này. Chúc cho đất nước Nhật Bản và tất cả chúng ta, mọi người đều được bình an. Làm xong video thấy sợ sợ thế nào nhỉ? Đặt mua thêm thùng nước nữa.